Rồi, xin chào các em nha. Hôm nay mình sẽ tới cái buổi thứ hai của mình, đó là tích phân siêu rộng của hàm không âm. Đây là một cái lớp hàm khá cơ bản trong cái phần tích phân siêu rộng của mình. Thì đầu tiên em xét một cái định lý sau đây, tức là mình cho hai hàm này không âm trên cái nửa khoảng từ a cộng vô cùng, có nghĩa là fx lớn bằng không với mọi x thuộc nửa khoảng từ a cộng vô cùng và gx cũng vậy luôn. Và ta có được đánh giá là fx nhỏ gx, và điều này đúng với mọi nha. Với mọi gì? Với mọi a, với mọi x thuộc vào cái đoạn a cộng vô cùng. Thì khi đó chúng ta sẽ có cái khẳng định sau đây. Thứ nhất, nếu mà cái tích phân từ a tới cộng vô cùng của fx của gx dx mà tích phân này nó hội tụ thì cái tích phân từ a tới cộng vô cùng của cái gì, của cái fx dx hội tụ. Rồi, một ý. Còn nếu mà tích phân từ a tới cộng vô cùng của fx mà dx phân kỳ thì ta nói là cái tích phân từ a tới cộng vô cùng của gì, của gx dx phân kỳ. Các em nhớ là khi mà các em sử dụng cái định lý này á, thì các em phải đảm bảo tất cả các điều kiện nha. Thứ nhất là hàm không âm, cái thứ hai là phải có đánh giá được fx nhỏ gx. Thì fx nhỏ gx á, nếu mà tích phân ở bên ngoài của gx á, mà nó hội tụ thì tích phân của fx nó hội tụ. Còn ngược lại, nếu mà cái tích phân của fx mà nó phân kỳ thì cái tích phân gx của nó phân kỳ. Phải lấy một cái ví dụ nha. Ví dụ bây giờ hôm trước á, là mình có một cái ví dụ là tích phân từ 1 tới cộng vô cùng của dx á, là nó phân kỳ. Là cái này là buổi 1 nha, buổi 1 là mình đã học rồi đó, là phân kỳ. Bây giờ á, là mình xét nha, thầy mới xét xét một cái alpha mà nó bé hơn 1. Bé hơn 1 thì ta được cái gì? Thì ta được là 1 trên x alpha nó sẽ lớn hơn là 1 trên x với mọi x thuộc vào 1 tới cộng vô cùng. Đó. Và đương nhiên đó các em, là tất nhiên đó, là cái 1 trên x alpha nè nó lớn bằng không với mọi x thuộc vào 1 cộng vô cùng. Và cái 1 trên x thì đương nhiên các em ha, lớn bằng không với mọi x thuộc vào 1 cộng vô cùng. Thì theo định lý 1 ta suy ra được gì? Theo định lý 1 thì chúng ta có cái gì? Cái tích phân fx đúng không? Nó phân kỳ rồi. Vậy là theo định lý 1 thì ta có cái tích phân từ 1 tới cộng vô cùng của 1 trên x thừa alpha nó sẽ phân kỳ. Do đâu? Do tích phân 1 trên x dx, thằng này là phân kỳ. Okay. Đúng chưa? Như vậy thì chúng ta áp dụng ý này là ý nào? Đó chính là cái ý ý B này các em theo ý B. Thằng này đóng vai trò là F nè. F nè, x nè. Thằng này đóng vai trò là gx nè, thấy chưa? Fx phân kỳ thì gx phân kỳ. Như vậy chúng ta tới đây chúng ta sẽ có một cái kết luận khá là hay như thế này. Vậy là cái tích phân từ 1 tới cộng vô cùng 1 trên x alpha dx, thằng này phân kỳ. Khi nào? Khi alpha nhỏ hơn bằng nhỏ bằng 1. Và đây là một cái kết quả mà các em có thể là học thuộc lòng cái kết quả này cũng được các em ha. Đây. Thế bây giờ nhiều em sẽ hỏi rồi, cái trường hợp alpha lớn hơn 1 thì ta làm sao? Thì trường hợp alpha lớn hơn 1 thì ta làm như sao nè. Bây giờ là trường hợp xét cái alpha lớn hơn 1. Alpha lớn hơn 1 thì chúng ta sử dụng định nghĩa. Nè, chúng ta sử dụng định nghĩa. Tức là cái tích phân từ 1 tới cộng vô cùng 1 trên x alpha dx thì nó bằng lim. Lim của ai? Lim của B tiến về cộng vô cùng đúng không? Tích phân từ 1 tới
TB 1 trên x alpha dx bằng lim của B tiến về cộng vô cùng. Lấy nguyên hàm thằng này. Nguyên hàm thằng này sẽ là gì? Alpha lớn 1 nha. Thì cái nguyên hàm này tức là x 1 trừ alpha chia đi cho 1 trừ alpha. Cạnh vô là x bằng 1 và x bằng B. Rồi bây giờ các em tập trung các em thấy cái cạnh vô nha, cho nó chính xác nha. Ở đây cạnh trên thấy chứ đi, cái lim x tiến về cộng vô cùng. Bây giờ cạnh trên nè là B 1 trừ alpha chia cho 1 trừ alpha trừ đi cho 1 chia cho 1 trừ alpha. Rồi chỗ này là B chúng ta là x. Rồi cái lim này khi mà B mà tiến về cộng vô cùng thì 1 trừ cho alpha là âm đúng không? Âm cái mũ nó âm nè. Do đó nó đi về, nó vì không thì kết quả nó là trừ 1 chia 1 trừ alpha. Được không? Mình có thể giải thích ra một cách khá là chi tiết là khi mà B mà tiến về cộng vô cùng đó thì mình sẽ được là gì? Thì ta được là B 1 trừ alpha sẽ đi về không. Đúng không? Đó. Và chỗ này mình sẽ nói là chỗ này mình sẽ trả lời là alpha lớn 1 thì suy ra 1 trừ alpha nó phải là 1 trừ alpha phải là số số âm. Đó, chúng ta sẽ thấy được điều này rõ ràng lắm nha. Như vậy làm kết luận là thằng này là một số hữu hạn. Đây là một số hữu hạn nè. Hữu hạn. Vậy là khi đó là cái tích phân từ 1 tới cộng vô cùng của 1 trên x alpha sẽ dx sẽ là hội tụ khi alpha lớn 1. Như vậy là từ đây về sau là các em sẽ có một cái công thức luôn nghe các em ha. À, công thức. Rồi giờ thầy chốt hạ lại cái nữa cho các em ha. Như vậy là em có một cái nhận xét. Một cái nhận xét như sau. Tích phân từ 1 tới cộng vô cùng 1 trên x alpha dx này này thì sẽ chia làm hai trường hợp là hội tụ khi alpha lớn 1 phân kỳ khi alpha bé hơn bằng 1. Bây giờ chúng ta sẽ tới một cái định lý thứ hai. Cái định lý thứ hai cũng là cho fx gx là hai hàm 0,5. Các cái hàm 0,5 trên a cộng vô cùng. Và lúc này chúng ta không đánh giá cái fx chia gx trên cái nửa khoảng a cộng vô cùng nữa, mà chúng ta xét trực tiếp cái lim luôn. Lim của fx chia cho gx khi x tiến về cộng vô cùng. Cái lim này giả sử nó bằng l đi. Ở đây là l là nó thuộc vào không cộng vô cùng, tức là nó là một cái số thực dương đó các em. Thì khi đó chúng ta kết luận, khi đó các em kết luận vô là hai cái tích phân là từ a tới cộng vô cùng fx dx và cái tích phân từ a tới cộng vô cùng gx dx này là cùng hội tụ hoặc là cùng phân kỳ. Thì cái định lý này á thì sau nhiều năm thì dạy thì thấy là hầu như á là sinh viên mình gặp nhiều khó khăn trong cái định lý 1 hơn là cái định lý 2. Đấy. Định lý 2 nên thường thường là các em thường thường áp dụng cái định lý 2 là nhiều. Nhớ là cái L ở đây á là nó từ 0 tới cộng vô cùng nha các em ha. Rồi còn trường hợp L bằng 0 thì như thế nào, L bằng cộng vô cùng như thế nào thì các em có thể tìm thêm tài liệu các em đọc vô.
Thì cái trường hợp này nó cũng khá là đơn giản thôi, nhưng mà thầy muốn để cho các em tự tìm hiểu chỗ này nha. Bây giờ tôi xét cái ví dụ. Bây giờ thầy có cái tích phân là tích phân từ 1 tới cộng vô cùng của dx chia cho x3 cộng 2x trừ 1. Này là hội tụ hay phân kỳ? Hội tụ hay phân kỳ? Bây giờ chúng ta áp dụng định lý nha. Chúng ta giải như sau. Bây giờ chúng ta lấy fx kia đi, là cái đề bài 1 trên x3 cộng 2x trừ 1. Thằng này chắc chắn lớn hơn không đúng không? Với mọi x thuộc vào đoạn 1 cộng vô cùng. Cái gợi ích em sẽ chọn nó là 1 trên x lũy thừa 3. Thằng này cũng lớn bằng không. Với mọi x thuộc vào 1 cộng vô cùng. Thì cái này là cái này tức là cái thầy chọn rồi nha. Thầy chọn. Được chưa? Hai thằng này thầy lập cái tỷ số rồi sau đó thầy chia lim của fx và chia cho gợi ích. Khi x tiến về cộng vô cùng thì nó bằng lim của x tiến về cộng vô cùng x lũy thừa 3 đúng không, chia cho là x 3 cộng 2x trừ 1. Thì cái lim này dễ dàng thấy là nó bằng 1 đúng không, nó bằng 1. Mà cái tích phân từ 1 tới cộng vô cùng của 1 trên x 3 là dx á, là nó hội tụ. Hội tụ do đâu? Do cái alpha nó là bằng 3 lớn 1. Phải không? Bây giờ này, các em nhìn lên trên đây nè. Cái ví dụ của trước của mình đây nè ha. Alpha ở đây là lớn 1 thì nó hội tụ. Ở đây alpha bằng 3 nên nó là hội tụ. Nên theo cái định lý 2 thì cái tích phân từ 1 tới cộng vô cùng á của 1 trên x3 cộng 2x trừ 1 dx và cái tích phân từ 1 cộng vô cùng 1 trên x3 dx này là cùng hội tụ, cùng hội tụ hoặc là cùng phân kỳ. Chưa? Nhưng mà em chú ý nè, cái anh chỗ này nè. Cái này là hội tụ đúng không? Như vậy là từ đây chúng ta sẽ suy ra cái tích phân từ 1 tới cộng vô cùng của 1 trên x3 cộng 2x trừ 1 dx này là hội tụ. À, đó là cái kết quả của cái bài toán này. Rồi tới đây xin chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em ở trong những video tiếp theo. Nhớ là đăng ký và chia sẻ cái video này cho các bạn cùng xem nha. Rồi xin chào tạm biệt các em.